Kênh là Tây Ca Bonsai, xin kính chào bà con cô bác gần xa. Và hôm nay kênh cũng có đến chỗ chị Bích Thảo. Và đây là clip thứ hai nha bà con. Review một số cây kiểng hợp cẩm và một số cây mai vàng. Rồi bà con cô bác thấy ưng ý cái nào thì mình alo chị Thảo rồi mình giao lưu nha bà con. Rồi dạ. Chào chị Thảo, chị Thảo ơi. Vâng. Chào kênh NTK. Chào cô bác gần xa trên mọi miền đất nước hả? Chào tất cả quý anh chị em. Hôm nay hả, em tên là Nguyễn Thị Bích Thảo hả, ở phường 3 thành phố Vĩnh Long hả, sau đền thờ sau đài truyền hình Vĩnh Long. Dạ. Hôm nay hả, em xin giao lưu một số cây cảnh bonsai nghệ thuật thập cẩm một xíu. Vừa mai dạ. Vàng và hả hợp cẩm ha. Bonsai các kiểu đây. Dạ. Dạ đây. Đây là hả một em vào cây đầu tiên, trước tiên là hả cây sung đây. Một cây sung sung xưa mình hả chị. Cái này là cây sung siêu quả. Dạ. Phải sung xưa mình không chị? Dạ, cây sung xưa của mình. Dạ. Có thể hả ăn rồi hả cũng chống được bệnh dạ dày nữa đây, là nó đây. Dạ. Làm muối rồi hả, cứ đợi nó ra quả thì hả mình vừa chơi bonsai nghệ thuật á hả, nó cũng là vật phẩm phong thủy trong nhà. Dạ. Hoành của nó hả, hoành thân của cái con thú lạc đà này á hả là cũng là 101, 102 rồi nè. Đây. Nó rất chi là lớn. Thấy không? Dạ. Vừa độc và vừa lạ luôn. Hoành nó nhiêu chị? Nó là một vật phẩm phong thủy. 100. Rồi, hoành ngay lưng lên 100 đi ha. Dạ, eo bụng của nó 100 rồi đó. Rồi, chị về con lạc đà này thắng nhiêu chị? Cây này cao khoảng 69-70. Dạ. Nguyên cái thân của nó. Rồi hả, ngang thì là 106 cái thân chiều dài. Dạ. Là 40 triệu. Rồi anh em cô bác mà hả muốn giao lưu thiện chí thì hả cứ kết bạn Zalo trực tiếp với em 0907 931 001. Dạ, cũng là số điện thoại Thảo. Của mình luôn ha. Dạ, số điện thoại chính chủ, cũng là số điện thoại duy nhất. Dạ. Rồi. Rồi cái anh... con lạc đà sung, cây sung đó là rất chi là đẹp đó. Ba ship sao chị? Dạ. 300 cây đi ha. Bao ship 300 cây ha. Dạ, bao ship thì là 300, trong bán kính là 300 cây số ha. Cây số thôi. Rồi, xa hơn thì thương lượng nha bà con. Vâng. Rồi, mấy cái này mình có rồi. Bán không chị? Em có giao lưu luôn một số cây bông giấy nè. Như chiều cao của nó. Đây. Rồi, heo heo. Cái này dễ, cho dễ nhìn. Rồi. Một số phôi bông giấy hả? Nó... Rồi, cao lên 50. 50 đi. 50. Hoành. Hoành của nó đa số là đều đều cây như vậy. Này hoành thì là hoành 47. 45. Rồi, hoành đế ha. Vâng. Hoành thân. Rồi, đế. Giá khởi điểm của một cây thì là 600 ngàn. 600 đi ha. Vâng. Rồi, mình có 3 cây. Dạ. Rồi, cây mai tứ quý này có phôi ha. Bông giấy này thì rất chi là nhiều anh. Em có thể là solo bán số lượng lớn. Rồi, mai tứ quý này có bán không? Rồi, cây tứ quý này thì hả, hiện tại thì em đang để đấy hả, để em ghép đi. Để ghép đi ha. Dạ. À, con có muốn giao lưu thì thương lượng nha. Rồi. Rồi, đây. Cho em giao lưu cái cây tứ quý này đi. Đây. Tứ quý này mình ghép rồi hả chị? Tứ quý ghép rồi nè. Ghép là mà. Giống dạo mới hiện tại bây giờ. Là bông 12 cánh. Dạ. Bự. Chắc cũng cỡ bằng cái miệng của cái ly mà ly cối uống bia được ạ. Dạ. Bông đẹp lắm.
tại vì em đang ghép cái giống dạo mới này hả, bông á hả, siêu bông á hả, cũng là mạnh luôn. Nó vừa là mạnh á hả, nó kháng bông với lá của nó cũng là kháng sâu bệnh luôn. Dạ, này cao bao nhiêu chị? Rồi. Tứ quý này á hả? Hào hào thôi. Đây. Rồi, tới đó đi. Vị trí đó đi. Cao quá nhờ. Cao tới đây. 130. Rồi. Hai hoành đi chị. Dạ. Đi đi. Hoành đế của nó 130 á hả? Đế của nó là 59, 58. Rồi. Dạ đây. 57. Đây đây. Rồi, đàn eo đây đi chị. Ha. Chị chỉ đã 57 đi, eo dạ. Đây đi. Eo eo trên cây tứ quý xoắn này thì cũng là 57, 56. Rồi. Rồi. Em đo thì hả trừ hao hả cho 2 tấc luôn. Cho 2 tấc là hả bao cho anh chị em hả không có bao giờ bao gian, không có đo gian luôn. Đế này là mình chưa moi ha. Dạ. Rồi cây này mình ghép nó mấy cát mới ghép nó liền cho chị. Nó cái bo nó cũng đã liền hết rồi anh. Nó còn nó ra bông luôn rồi mà. Nó dính là liền luôn ha. Dạ. Dính liền hết rồi. Nãy mình ghép mai gì chị? Giống mai dạo mới bây giờ. Dạo mới. Dạ, kháng sâu bệnh. Rồi. Cái giá cây cái này cây số 1 đi ha. Vâng. Giá nhiêu chị? Cây tứ quý này giá gỡ 120. Rồi, 120 đi ha. Dạ. Rồi. Rồi, mình có cây gừa này mình giao lưu luôn không chị? Rồi, em giao lưu cây gừa này luôn. Một cây gừa quái. Cây số 3 đây. Cao trên thân dớt thân cây gừa 39. Dạ. Số đẹp luôn ha. Dạ. 39. Chị đào hoành đi. Bề ngang của nó thì là hào hảo thôi. 45. Rồi. Rồi. Hoành thân của nó 40 ạ? À? Dạ, rồi. Đó phần cũ. Hoành thân ở đây, trên đây. Đây là hoành cũ 40. Ừ, thân của nó, thân của nó em đo trên cao luôn, trên cái khúc mà vặn bẻ luôn nè. Là dạ. 24. Dạ, 24 đi. Dạ. Nó cũng có lỗ ha. Sát không? Tại vì nếu đúng thì là 25 đó. Rồi. Giá luôn chị. Dạ, cây gừa này dạ, em giao lưu 2 triệu thôi. Rồi, 2 triệu ha. Vâng. Cũng có lỗ một tí ha. Nhưng mà nó đã lỗ có một tí tí nhưng mà nó liền cũng liền theo luôn rồi anh ạ. Rồi. Cây số 2 đi ha, tới cây số 3. Rồi. Cây số 3 đây. Đây. Em giao lưu với cô bác anh chị một cây mai tàn lớn nữa nhé. Đây là cây mai giảo. 12 cánh. 8 tới 12 cánh, bông rất chi là đẹp. Dạ. Xù. Dạ. Rồi. Chiều cao của nó thì hả cỡ 2-3 mét rưỡi. Rồi, tán ngang 3 mét rưỡi. Tán ngang này chắc cũng cỡ 3 mét rưỡi quá hả chị? 3 mét rưỡi bề ngang hả 3 mét 2. Rồi. Ngang 3 mét 2. Hoành đế ha. Hoành đế 125. Dạ. Dạ đây. Dạ. 125 hoành đế hả? Chưa em chưa có moi gốc đế ra đàng hoàng luôn. Đây nè. Đế là còn ha, còn sâu vâng, ha. Còn sâu lắm. Đế của tại nó đẹp mà. Mình trồng trong chậu ở gia đình cho nên mình lắp mình, đế cho nó em ấm lắp cây đế cho nó ấm cây. Dạ. Dạ thêm mùa này hơi nắng hả? Trong này nắng quá nên là mình phải phủ lại cho nó đỡ nắng. Dạ. Nó giảm thoát nước. Dạ, em nhìn tay mình chứ gần 40 độ luôn ha. Rồi,
Nên là bữa heo giờ cây nó xích lên chút kìa, heo đó xuống đi. Rồi, ngay ngay cái cổ heo hoành đi. Củ nè. Rồi, củ trước cũng được, ngay củ đặt đi ha. Dạ. Đây. Hoành củ 73 đi ha, 72 đi. Được dây gì? Đây nè. Được dây. Được dây đâu? Rồi. Đúng rồi. Ủa, rồi. Phải không? Nhìn ngược lại chưa? Ờ. Thấy nó cứ sai sai. Rồi. Đây nè. 70 72 đi ha. 70. Rồi. Hoành hoành đế 70. Rồi. Hoành củ 70. Đó xích lên trên đi chị. Rồi. Rồi. Rồi, hoành thân ngay trên đó đi. Hoành thân. Rồi. Hoành thân 69 ha. 69. Rồi, thoát thân lên đi chị. Dạ. Thoát lên thân từ từ thân tới chi thứ nhất. Dạ đây. Rồi, 50. 55. Rồi, 55 đi ha. Dạ. Rồi, chị đo cái chim này kìa. Cái rồi. Cái chi nguyên luôn đi. Rồi. Chi tay này. Chi tay đầu tiên nè. Dạ đây. 35. 35. Rồi. Từng cổ chi đó. Còn rồi. Đây hả, một cái chi nhỏ của nó khoảng 20. Ra nha. Thân là 20. Đây. Dạ, rồi. Rồi. Sát tay luôn nè. 20. Dạ. Vâng. Dạ, để em đi qua mặt đối diện nè. Quay cho bà con xem. Cây này á hả, em giao lưu với giá 450 triệu. Rồi anh em có thiện chí hả thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại Zalo và điện thoại chính chủ cũng tên là Nguyễn Thị Bích Thảo. 0907 931 001. Cây này thì bông dảo, cây xù, vip và đẹp, bông cũng cực đẹp. 8 tới 12 cánh, em đảm bảo là 8 tới 12 cánh đó hả? Bông cực nhiều, nó ra từ trong thân, bông ra từ trong thân. Này Tết giờ mình cuôn tàn hả chưa chị? Em đã con tàn lại rồi đó anh. Tại vì mấy cây này hả, mấy hôm nay em con tàn lại hết rồi. Chứ hôm bữa nó cũng bự lắm. Con tàn lại hả, cho nó ra chi cành lại lá rồi lại cho nó đều hả, qua mùa tới tới Tết này nữa thì bông nó lại ok. Dạ. Cho nó ra nhiều. Với dàn xương dâm á, mình cũng phải cắt tỉa lại bớt cho cây nó mạnh đi. Tết này bông nhiều không chị? Dạ nhiều chứ. Nó ra từ trong thân nè, đây nè. Vẫn chị. Còn nè, tại em mới lẫy bông lẫy lá nên là nó vẫn còn đây nè, nó ra từ trong thân luôn. Nó bắn bông từ trong thân. Đây. Đây nè, em mới cắt tỉa đây. Nè, bông thân đây nè, nó mới rụi mới ấy này nè, em bấm đây nè, nè còn bốc đây nè. Mình mới cuộn tàn lại rồi mình cũng lặt bông dạ, rồi, đây. Rồi ha. Dạ, nó còn đài đài bông đây nè. Đây nè. Từ trong thân luôn, bắn từ trong thân luôn. Cây xù này là bông bắn từ trong thân. Xù vít. Cũng 5 cánh hả chị? Có nhiều hơn. 8 tới 12 cánh. 8 tới 12 cánh. Cái này là bông cây bông dảo mà. Bông dảo ha. Dạ. Dạ. Cây bông dảo cực đẹp. 8 tới 12 cánh. Cái này mình xuống chậu lâu kìa chị? Em mới xuống được khoảng tuần thôi ạ. À. Nên ha. Là em mới côn chi cành lại hết. Dạ. Rồi, mình cũng 450 triệu ha. Vâng. Rồi. Đây. Còn ship nữa hương lượng nha bà con. Nếu bà con dạ. Nghĩ khi nào. Rồi. Rồi, em giao lưu với thêm cây mai tàng số 2. Rồi, mai gì chị? Cây mai tàng số 2. Mai vàng hay là mai vàng đây. Mai vàng ghi mình ha.
Cái này là cây bông dảo luôn. Bông dảo ha. Dạ. Cây bông dảo này hả, cũng bông 6 tới 12 cánh. Dạ. Bộ đế thì hả, nu hả, như củ khoai mì luôn nè. Bộ đế cây cực lực luôn. Đây, bộ đế thì quá đẹp, quá mạnh cây rồi. Cây này là cây số số 32 của trong mai tàng của cái này đây. Dạ, mình theo thứ tự là cây số 4 đi ha. Vâng. Rồi, cây số 4 đi. Cây số theo 4. Theo thứ tự cho bà con dễ lựa. Đây. Rồi, cây số 4 ha. Đây. Rồi, hoàn đế của nó đây. Hoàn đế đế đặc của nó. Ra 103 rồi. Dạ. Đây, cái củ đế của bộ đế của nó đây. Xét dưới bự hơn nữa ha. Dạ. Dạ, mình đo nghe eo này thử chị. Bộ đế cây này thì miễn chê luôn rồi. Tại vì cây này hả, nó đang là mạnh cây. Dạ. Rất chi là mạnh cây. 64 ha. Dạ, 64. Dạ, mình trừ heo cho bà con đi. Dạ, 64. Dạ. Khó khăn này dài hết chị. Dạ, thân già. Thoát thân. Thoát thân nè chị. Thoát thân. Thoát thân đi, hoành ngay chỗ đó hồi nãy được rồi. Rồi. Rồi, ngay vị trí đó đi chị. Thoát thân của cái cây mai tàng dù này thì ở cây mai vàng tàng dù này là 92. Dạ, dạ. Lên đến chi cành thứ nhất. Dạ. Và em đo luôn cái quay qua đây. Đây. Nó rất chi là nơm, bộ đế nơm luôn. Dạ, là một cục tròn cái tròn. Cái còn cái chi cành tay chi cành thứ nhất của nó đây. 25 luôn. 24. Rồi, 24 đi. Dạ. 24. 24 mà có chỗ mà bên dưới mạnh á thì nó là 25. Dạ. Rồi, để em đi nhận đế ra. Rồi. Dạ, đây cái phần thân, trên đó, thân bên trên thì là 42. Dạ, rồi. Rồi, em đi qua mặt đối diện. Đây là mặt đối diện lúc đầu nha bà con. Rồi, cây mai tàng dù này thì hả, em ra giá là 130 triệu. Rồi hả, bà con cô bác hả, anh em muốn thương lượng á thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Zalo với em. Dạ. 0907 931001. Dạ. Tên là Bích Thảo. Rồi, này mình cũng còn đế dưới ha. Vâng. Mình đế luôn. Vẫn còn đế. Dạ, còn đế sâu lắm nha bà con. Nhưng mà riêng mà cái củ đế nôm này là nó đã đủ chuẩn của cái cây mai vàng này rồi. Nó đã liền thẹo hả tất cả các mặt. Dạ. Lúc nó có một vết thẹo ở mé đây. Thì dạ, hả, tại vì nó mạnh cây quá, cây nên là bây giờ nó đã liền gần đầy rồi. Đây, em đã nuôi mấy chốc cái này chốc da hả chị? Tại vì lúc đấy xe cẩu nó cẩu bị chóc da á. Rồi, rồi ngay đây là nhưng mà nó đã lúc đấy là nó một lỗ bằng kia bằng cái tay em nè. Nhưng mà hả, nó đã liền da thẹo là tới mức này rồi. Nó còn giờ nó còn đúng còn một ngón tay của em à. Từ một cái bàn tay của em mà bây giờ nó còn đúng một lỗ nhỏ như vậy là biết là nó mạnh cây cỡ nào rồi đấy. Dạ. Rồi đây là cái mặt cắt hả chị? Cái mặt cắt á hả? Cắt của cái nhánh không? Mặt cắt của nhánh. Tại lúc đấy nó có một cái cành 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 nhỏ nhánh nhỏ ở đây hả, em muốn để em muốn sửa qua cây tàng dù á nên là em cắt cái nhánh nhỏ này đi, nhánh tử của nó đó. Dạ. Rồi hả, em để này để cho nó liền thẹo nữa là xong. Nó cũng đang kéo ha. Rồi, nó kéo gần đầy hết rồi anh. Dạ. Không còn cái gì mà lo ngại nữa hết. Rồi, theo thời gian thì nó sẽ liền ha. Vâng, nó đã liền rồi. Tại vì cái mặt thẹo bên dưới của nó đã liền rồi mà. Dạ.
Rồi. Giá 130 nha bà con. Còn ship thì thương lượng nha bà con. Rồi, qua cây thứ 5. Rồi, cây thứ 5 đây. Chưa đây. Chưa. chưa. Để em quay tổng thể trước cái. Ừ. Rồi, cây số 5 nha bà con. Cây số 5. Này dạ. Cây số 5 thì chắc là cỡ cao cỡ 2 mét. 2 mét 2. Dạ. Cây này thì ra 20 chiều cao 2 mét 2. Ngang cỡ 2 mét. Dạ. Dạ đây. Rồi, tém đi vô và cầm lại. Rồi. Đây nè. Chiều này rất là nắng nha bà con. Cho nên đây. 150 nè. Bên đây nữa nè. Nữa nữa là ra 2 mét 2. Dạ. Em nói là bề rộng 2 mét 2, chiều cao thì 2 mét. Dạ. Rồi cây này là hả, mai vàng, chi cũng chi cành cổ đã sửa, đã sửa tứ chi hết rồi. Thân hình, thân mình thì hơi lắc, xoắn lắc. Dạ, rồi mình đào vành luôn đi chị. Bông này thì hả, bông dảo. Dảo luôn ha. Dạ, dảo. Từ 6 tới 12 cánh hả chị? 6 tới 12 cánh, dảo thì là nó 6 tới 12 cánh. Dạ. Vẫn hôm bữa em mới còn lẫy đây nè, còn bông đây nè. Đó chắc bông gì lắm hả chị? Bông nhiều lắm. Mấy cây này thì bông miễn chê rồi. Các cây mai của mình tới có mình có chuyên đi ra, ra chợ cây kiển nào chị? Chợ hoa nào không? Không anh, mấy cây này thì hả em đó, hạn chế ra chợ. À, vậy là mình nuôi ở chợ từ em trước nuôi Tết tới giờ ha. Cây này thì hả em để trên bồn hả, em không có ra chợ. Dạ. Nói chung là nó cũng thuần chậu rồi, em cũng bứng lên mấy lần rồi. Cứ mỗi lần di dời bãi rồi đó. Dạ. Nên là hả đế của nó thì nó thuần rồi hả, với đế của nó thì rễ cám đồ nhiều nên là nó mạnh cây hết. Cây của em mạnh cây. Rồi, khoảng 72 đi ha. Đế của nó đế hả 72. Đây cái đế của nó khoảng 72. Rồi, chị đo cái vành thân nha. Ngay đây đi. Vâng. Rồi, ngay vị trí đi. Vị trí đó khoảng 60. Ha. Dạ. Rồi. Thân 60. Thoát thân luôn đi chị. Thoát thân lên dưới lên chi cành thứ nhất. Đây. Dạ. Rồi. Là 57. Dạ, rồi. Rồi hả, chi cành này thì cũng đã quay nhạo, họ đã sửa rồi nè. Nè, những chi cành quay nhạo. Dạ. Đây. Rồi, 36 đi ha. Rồi. 35. Rồi, 35 đi. Dạ. Dạ, rồi. Chi cành thứ nhất là hả 35. Hoành của nó 35. Dạ. Cổ tay 35. Vặn 14. Dạ, một nhánh nè. Nhánh chi ra. Một nhánh chi tay của nó là 14. Dạ, dạ. Dạ, quay tổng thể mặt đại diện cho bà con xem nha. Cây thì này thì nó không có thẹo. Nó thành tích luôn nha bà con. Không thẹo và nó đã cũng đã thành phẩm rồi. Chi cành nó hả đã sửa quay nhạo. Rồi giá cây số số cây 5 này 180 triệu anh ạ. Rồi cây số 5 ha. Vâng. Rồi giá 180 triệu nha bà con. Rồi anh em cô bác đó, họ thích cây á thì cứ thương lượng họ trực tiếp qua số điện thoại Zalo với em.
là 0907 931001. Cái nào không rõ thì bà con có gì thì hả giao lưu qua Zalo với em á, em sẽ trả lời hả kỹ hơn về cây. Yeah. Số đo mọi mặt của cây, nhưng mà hình ảnh khi hình ảnh mà lên chưa rõ và chưa sắc nét. Rồi, chưa rõ cái nào bà con liên hệ chị gì, có gì chị gửi hình thêm ha. Vâng. Dạ, rồi, cái cây số số 6 đi. Dạ đây. Rồi, vườn hay chặt nha bà con. Cái gì bà con thông cảm. Một cây số 6. Dạ. Bề rộng, bề ngang, chiều cao của nó. Chiều cao của nó thì cỡ là 3,5 m. Dạ. Rồi hả, bề rộng của nó là 3 m. Dạ. Cũng là một cây mai, mai vàng. Em vừa mới con chi cành lại hết, cắt tỉa lại. Nhưng mà tới giờ này là nó vẫn còn bừng búng ở trong thân ra, vẫn còn bông đây. Đây, đây, đây nè chị. Đây có nè. Đó. Còn trong thân ha. Dạ. Đây nè. Chi cành của nó hả, cành của nó vẫn còn bông rất là nhiều đây nè. Mặc dù là em đã lẫy và tỉa rồi. Đây. Dạ. Nè. Bóp đây. Nè. Dạ. Rồi. Nhiều ha, còn ha. Dạ. Này em mới ra là nó hay gì chị? Em mới con lại đó, mà nó vẫn còn ra thêm đó, bên kia kìa. Anh thấy không? Vòng vòng hả, chi cành thêm đó. Đó. Nè, đầu bốc á, nó vẫn còn bứng bứng bốc thêm đó. Qua mà trong khi đó qua tết rồi là... còn lại xuống, rồi hả, cắt tỉa hết rồi mà hết nó vẫn hả? Còn lên. Dạ, xuống lá hết luôn hả chị? Dạ, xuống lá hết. Tại vì bây giờ mình lại lên bồn hả, dưỡng cho nó cây nó mạnh lại hả, để năm sau tiếp tục. Dạ, rồi. Bông. Rồi, mình với lại mình đằng nào mình cũng dưỡng cây luôn hả. Bộ đế thì miễn chê rồi, bộ đế như con bạch tuộc. Đủ vòi. Nè, rồi, nhìn bộ đế khui ra là quá trời đều. Bộ đế này hả, cây này có thể hả, cắt bông sai, chơi mai tàn rồi đều được hết. Dạ. Yeah. Tùy vào sở thích của khách chơi thôi. Dạ. Yeah. Cái này hả, khi mà hả, có thể cắt chảm ở trên đây hả, để mình lấy bộ đế. Dạ, yeah, rồi. Nuôi bonsai. Mình còn hả? Bộ đế thì hả, miệng chê rồi nè, cây đế... cái cọng rễ nào hả, rễ đấy nó đều bằng nhau hết, nôm yeah. Hết như con bạch tuộc hả, búng ra nè, nhìn giống không nè, con mắt mắt của con bạch tuộc đàng hoàng đây nè, yeah, không, không mắt mũi nó nè, dạ không, dạ rồi em đo hành đế cho anh em cô bác nụ coi. Rồi, chắc cả 200 đây hay gì? Hoành đế 200. Rồi. 201 á. Rồi. Hoành đế này ra 201 rồi. Rồi, cái bình thân đi chị. Đúng. Đế rồi, 201 đế 201. Rồi, bình thân đi. Hoành cũ đế. Hoành cũ đế ra 67. Rồi. 65. Rồi, hoành thân sát trên đi chị. Dạ. Hoành thân của... Rồi, ngay đó đi, ngay đó đi. Hoành thân của em bạch tuộc này ra 48. Rồi. Dạ. Từ đế lên... Từ đế lên thoát thân thì là... Đến chi cành thứ nhất. Đến thứ nhất thôi. Dạ. Chi cành thứ nhất thì là 37, 38. Rồi, 38 đi ha. Dạ. Dạ. Rồi. Rồi. Đây. 20 đi. Chắc 20 đi ha. Vâng. Tài thứ nhất. Đây. Rồi, 20 đi. 19. Rồi, 19 dạ. Đi. 19 chia tay. Rồi, để em đi vòng mặt đại diện của con bạch tuộc ha. Đại diện của con bạch tuộc. Rất chi là nôm.
Con rễ nào con rễ đấy đẹp đẹp đều như nhau luôn. Rồi, cái này là cây số 6 nha bà con. Số 6 hay số 7 ta? Số 6 đi ha. Vâng. Dạ. Cây này anh em cô bác có muốn thương lượng thì nó là giá 80. Rồi, 80 nha bà con. Vâng. Nhưng mà cây này cây đang rất chi là tơ hả? Nó đang rất chi là mạnh. Phù hợp với hả anh em mà thích cắt tỉa chơi bonsai thì cắt ra. Rồi, giá 80 nha bà con. Dạ. Rồi, tới cây số 7. Rồi, cây số 7. Một cây mai bonsai. Củ đế em sửa cũng được 3 năm rồi. Dạ. Bonsai cao lùng lực. Bộ đế thì như củ khoai mì luôn. Như con bạch tuộc. Nôm hết, tròn tròn luôn. Đây, bộ đế thì không còn chỗ nào chê cả. Dạ. Tại vì nó đã nêm nôm đặc đặc kẹo hết cả bộ đế luôn. Bộ đế là bộ đế đặc. Dạ. Nên là nó không còn thấy một cọng rễ nào hết. Tại vì dạ, nó đã đều như con bạch tuộc có hả, nùi xuống rồi mà. Rồi, cái này chiều cao mình hạ không đi chị. Rồi. Chiều cao của em này thì là 115. Rồi. Tăng ngang lên đi. Ngang ngang nó là 150. Dạ. Ui. Rồi, cái dòng đế đi ha. Rồi. Ok, hào chứ đi, chắc cả thước dây. Hoành của bộ đế là hết một thước dây, hơn một thước dây. Chắc dạ, ra 155 bộ hoành đế. Dạ. Tại vì em còn chưa bơi ra nữa, nó còn dạ, lút ra ngoài này. Hoành thân luôn, hoành thân luôn. Rồi. Dạ. Hoành thân. 88 đi ha. Đây. Hoành thân lộn rồi. 86 à. Ừ. Ta chỉ đo lại như có lộn thước dây vậy. Ôi nha. Ngược dây quá. Xa mấy? Ở đây. Hoành thân 63 đi ha. 63. Dạ, rồi. Rồi, có cắt mặt cắt nữa hả chị? Rồi, mặt cắt nó hả? Tại vì em đang nuôi nó nên là hả, em đã cắt nó. Em sửa chi cành được 3 năm. Thì nó có một số mặt cắt nhưng mà nó đã liền, cũng đang liền thẹo hết rồi, nó liền thẹo được hơn một nửa rồi. Dạ. Đây còn một khúc nữa thôi. Dạ. Cỡ khoảng mặt cắt cũng khoảng còn được khoảng 6 phần 5 phần 5 phần. Dạ. Mặt cắt cái lớn nhất thì cũng còn 5 phần thôi. Dạ. Nhưng mà tại vì mấy cái bên đây nó cũng đã đầy luôn rồi. Tại vì cái con bạch tuộc này nó quá trời mạnh và khỏe quá. Cũng nên con là bạch tuộc luôn hả chị? Nó liền. Nó liền. Dạ. Dạ, để em đi dạo qua một vòng này. Nên là nó liền nhanh. Nó liền những vết hẹo cắt nhanh. Đây nè. Từ vết hẹo của cắt đế, cắt rễ. Dạ. Nè. Có những cọng nó đã đầy luôn rồi. Dạ. Rồi, để em đi dạo qua một vòng qua luôn. 1, 2, 3. 4. 4 cái mặt cắt. 5. 5 mặt cắt. Tới trên luôn ha. Tới trên từ dưới lên trên là có 5 mặt cắt. Nhưng mà nó thì rất chi là mạnh rồi hả, thì miễn chê rồi. Có cái tay thoát thân.
thoát thân tới chi thứ nhất là 30. Dạ, rồi. Dạ đây. 30. Đây, đây vị trí đó ha. Dạ. Rồi, vị trí đến cái ta. Chi cành cái cành tay thứ nhất là 30. Bên đây bự nhất này. Cái chi tay bự nhất này. Đây nè. Khó nhìn quá. Khỏi đi. Cao quá. Cũng khoảng 10 hào hào thôi. 10 dạ. Đi ha. Cái chi tay làm sữa của mũi quay nhạo là cũng ra 10 rồi. Dạ. 10 cm. Rồi. Rồi, để em đi dạo qua đây. Rồi hả, anh em mà muốn thiện chí, muốn giao lưu con bà tuộc này thì là 170 triệu. Rồi, 170 triệu nha bà con. Dạ. Rồi. Rồi, mình còn cây nào nữa không chị? Rồi, cái này đi. Cái này có bán không? Bán luôn. Rồi. Đây. Cây cuối đi ha. Em giao lưu với các anh chị thêm cây này nữa. Rồi, đây. Cây số 8 đi. Cây số 8. Cây cuối luôn nha bà con. Chiều cao của nó là 90. Dạ. Cũng là một cây bonsai lùng lực. Tán ngang. Chiều tán ngang thì là 140. Dạ. Yeah. 140. Đây, cái này mình chưa moi đế ha. Vâng. Cái này em chưa moi đế ra. Bao nhiêu chị? Rồi, 140 đi. 140. Rồi, dòng đế khoảng 140 luôn. Dạ. Rồi, cái dòng hàng đế 140. Dòng hàng sát luôn đi. Nào. Hoành đế, cái nồi đế của nó còn hơn nữa. Tại vì em đâu có moi ra đâu, em đo bên trên mà. Dạ. Nên là hả, cái nồi đế của nó còn nhiều lắm. Đây. Cái này mình chưa mở đế ha. Vâng, đang chưa. Lắp, em lắp hành thôi. Hạn chế cây ha. Hạn chế thoát nước cây anh ạ. Ừ. Mùa này nóng quá. Rồi. Cái đo hoành luôn đi, sát luôn đi. Đây cái hoành của nó. 58 ha. 57. Rồi rộng hơn nữa. Ủa. Có lộn không? Hành đế của cái này bự lắm. 90. Dạ. Em nhớ là nó tới mô gần cả trăm lận. Nên là vừa nãy thấy đo là em thấy sai sai rồi. Rồi. Dạ, hành đế của 90 ha. Để thân của nó cũng là 90. Dạ. Rồi. Đem đi. Đó, một cây bonsai lùng lực. Cái hoành thân của nó đó là 90 đó. Dạ. Cái nồi đế của nó thì là 240 rồi. 240, 250. Cũng có đây có mặt cắt ha. Cắt sát vâng. Đế. Sát đế luôn ha chị. Dạ. Có mặt cắt. Sát đế với mấy mặt cắt bên trên. Đang tại kéo cây này ha. Em đang kéo. Em cũng đang nuôi. Dạ. Rồi giá cây này nhiêu chị? Bên đây đối diện luôn nha bà con. Dạ. Cây này rồi, lùng lực hoành lớn nên là hả nó là ra 210 triệu. Dạ. Rồi cây cuối luôn đi ha chị. Vâng. Cây số 8. Dạ. Rồi mình chào bà con luôn chứ. Rồi, thôi. Hôm nay em giới thiệu cây tới đây thôi. Chào kênh NTK, chào quý cô bác, bà con.
có gì dạ. Hả còn thời gian và hả còn những cây sau em sẽ giao lưu trực tiếp kỹ và rõ ràng hơn. Rồi hả trong video này có những cái gì mà chập giật hay là hả nó chưa có hoàn thiện thì hả mong anh chị em cô bác hả bỏ qua mà thông cảm hả ủng hộ giùm em. Dạ, đây là clip thứ hai trên kênh rồi. Là TK ha. Rồi có gì thì hả cứ liên hệ và giao lưu trực tiếp qua số điện thoại cho em là Bích Thảo 0907 931 001. Dạ. Dạ. Rồi. Rồi em cảm ơn nhiều. Dạ, chào chị Hảo luôn. Dạ.